Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong thời gian làm chương trình tại triển lãm và hội chợ sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, tôi có tham gia tham quan một cái khu hàng gỗ mỹ nghệ. Vâng, phải nói là rất là phong phú và chất lượng. Địa điểm của gian hàng là ngay cổng ra vào, phía bên phải của cổng ra vào triển lãm. Đấy, mà chỉ có đây là gian hàng đầu tiên thôi, còn bên kia là cây. Đấy. Đây là trục lộ từ Triệu Sơn về thành phố Thanh Hóa. Chúng ta cùng vào tham quan. Đó là gian hàng gỗ mỹ nghệ Hải Anh. Các anh đến từ làng nghề Đông Giao, Hải Dương. Đây là hai số điện thoại để chúng ta giao dịch. Và cùng nhau đi tham quan tất cả cái gian hàng gỗ ở đây. Tôi thấy có nhiều những cái nổi bật. Đó là chất liệu gỗ, cũng như là những cái bức tranh, pho tượng và 12 con giáp cũng có đầy đủ hết, rất đẹp. Ở đây các anh bán cả hương nhá. Đấy, cả hương thắp này. Vâng, cho tôi biết một số những cái ví dụ như là pho tượng này thì là bằng chất liệu bằng gỗ gì anh ơi? Hương đá. À, đây là pho này bằng hương đá này. Rồi. Chúc phúc. Pho chúc phúc. Vâng, có 5 đứa trẻ ở dưới mà. Đẹp quá nhỉ. Một trẻ. Rất tự nhiên, nét rất đẹp. Pho này bao nhiêu tiền anh ơi? Pho này là 6 triệu rưỡi ạ. 6 triệu rưỡi bằng gỗ hương đá. Vâng. Đây, còn đây là tác phẩm nhất ở gian hàng. À, chà chà chà. Một cây tùng cổ trên vách núi. Gỗ chắc. Vâng. Đạt ma sư tổ ngồi phía dưới. Gỗ chắc à? Vâng, gỗ chắc mà đục tay 100% ấy. Không qua công nghệ. À, tôi để ngồi gần tôi xem cái bức này của canh. Thế cái này nó liền với cái đế này rồi à? Vâng, cái đế là gắn lại để cho nó tôn cái tôn cái này lên cao nhưng mà nó gắn liền vào đây rồi à? Vâng, gắn rồi ạ. Thế một khối đi chứ? Dạ. Có chắp vá không? Liền khối, liền khối. Liền khối á? Vâng. Cái phía dưới mà biểu tượng những cái viên đá này với cái thân cây đây này nào? Vâng, vâng. Chỗ này có khớp không? Tất cả liền hết ạ. Tất cả liền 100% đấy. À, hay quá nhỉ. Hấp dẫn thế nhỉ. Tất cả từ các cái lá tùng. Vâng. À, không chóc ghép một ít nào. Bằng gỗ chắc. Đấy nó mới quý ở chỗ đấy. Chất liệu lại bằng gỗ chắc cái đấy. Đấy là 26 triệu. Vâng, bức này 26 triệu. Hay quá nhỉ. Được rồi, để tôi từ từ tôi đi di chuyển đến. Tôi lấy cái này làm ảnh đại diện đây. Đẹp quá. Đặt điện lên cho thầy có sáng. À, có điện mà sao anh không bật cho tôi? Ôi, thế có phải đẹp không này? Tôi chụp lại này. Tuyệt vời luôn, nãy tối om nha. Rồi. 26 triệu. Càng chơi càng có giá, bởi vì là gỗ chắc, càng hiếm. Có lẽ là khó tìm được cái bức tranh thứ hai. Khó tìm. Rồi, đến bức nào anh? Rất tuyệt vời. Đạt ma sư tổ à? Đạt ma sư tổ, gỗ cẩm vàng liền khối. Cao 1m6. Gỗ cẩm vàng à? Vâng. À, chà chà chà. Gỗ cẩm vàng liền khối. Cao 1m6, trọng lượng là 120 cân. 120 kg. Thank you.
bà con bắt đầu kéo về với triển lãm rất nhiều. Vâng, cái này thì theo tôi hiểu bằng lu nghiến thì phải, đúng rồi. Bằng lu nghiến này. Đẹp quá nhỉ. Thuận buồm xuôi gió này. Đây là con lợn này, lợn kéo tài lộc này, và lợn này, đây là trâu này, trâu kéo thỏi vàng này, tài lộc này, cóc ba chân này, tức là gọi là cụ thiềm thừ này. Đây là bằng hương ta hết anh. Rồi. Thế là mình đến đây ngay từ hôm nào đấy? Cách đây khoảng mấy hôm rồi? 4 ngày rồi à? Thế thì phải ngồi như vậy là chục ngày nữa. 2 tuần. 2 tuần. Xác định là 2 tuần. Rồi. Và cái loại đồng hồ cây này giá bao nhiêu anh? Cây này à? Cây này là 9 triệu. Đây tôi thấy anh có 2 cái đặt 2 bên này. Đại bàng. Bên này là đại bàng thì là giá bao nhiêu? Bên này là 10 triệu. Bên này là anh hùng tương ngộ. Đại bàng và hổ. Và sư tử. Đấy. Đại bàng này. Hổ này. Chúa Sơn Lâm này. Giá 10 triệu. Còn chất liệu gỗ cũng như nhau chứ? Vâng, chất liệu là đều bằng hương đá hết. Đều bằng hương đá hết. Đại bàng được kỳ công hơn. Và
Vâng, với cái số điện thoại các bác mà đến triển lãm và hội chợ sinh vật cảnh Triệu Sơn Thanh Hóa, ngay lối ra vào cổng ở bên tay phải, chúng ta đến với gian hàng gỗ mỹ nghệ để được thưởng thức những nét đẹp về một cái những cái bức tranh gỗ, những pho tượng rất đẹp và giao lưu. Triển lãm cây cảnh nghệ thuật tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngày 27 tháng 4, 2022. Nhà vườn Quế Khanh với tác phẩm Xanh Nam Điền, Long Hóa. Và tôi đã có mặt ở đây từ 11 giờ trưa ngày hôm nay 27 tháng 4. Chương trình của Đỗ Sinh đăng tải lên cuốn video chia sẻ hình ảnh tại triển lãm và hội chợ sinh vật cảnh Đông Triệu, Triệu Sơn Thanh Hóa, bắt đầu từ ngày mai.